Đây chính là hai hình ảnh tương phản khắc họa đầy đủ nhất cho những gì diễn ra trong trận đấu giữa Anas và Inter Miami đêm qua. Ronaldo thì bùng nổ, đứng cả dậy, ăn mừng cuồng nhiệt để tán dương cách Laporte lập một siêu phẩm và lưới đại diện của MLS. Còn phía bên kia, Messi ngồi ủ rũ, đăm chiêu một góc trên ghế dự bị, nhìn đồng đội bị Anas đè bẹp không thương tiếc. Inter Miami không có Messi ra sân, chẳng khác nào nhược tiểu vậy. Họ tỏ ra quá bé nhỏ so với Anas, và người ta tự hỏi rằng cứ phụ thuộc mãi vào Messi thì làm sao Inter Miami có thể làm nên chuyện ở mùa giải mới. Vậy là chẳng có vũ điệu cuối cùng nào diễn ra cả, mà nó đơn giản là một set tennis quá chênh lệch giữa hai tập thể ồn ào nhất làng Túc Cầu thời gian gần đây. Không Messi, Inter Miami yếu đuối đến lạ và bị ao trình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chẳng có lời bào chữa nào cho việc tập thể áo hồng thủng lưới tới 3 bàn chỉ sau 12 phút. Và xin đừng quên đối thủ của họ đâu có sự phục vụ của tiền đạo xuất sắc nhất. Đó đơn giản là sự ao trình khi Anas vẫn còn nhiều ngôi sao trong đội hình. Còn Inter Miami phiên bản thiếu Messi quả thật là quá yếu so với đại diện Tây Á. Nói qua một chút về câu chuyện tổng quan, thì những người vốn thắc mắc MLS hay Saudi Pro League có chất lượng cao hơn giờ chắc đã biết câu trả lời. Sân chơi Tây Á rõ ràng là vượt trội với số lượng ngôi sao dồi dào và lối chơi mạch lạc mà các đội bóng theo đuổi. Bên kia cán cân, việc đem về hàng loạt cựu cầu thủ Barcelona đang không giúp cho MLS tăng lên chất lượng là bao. Phần đông trong số họ vẫn chơi khá đơn giản với sự lòng lẻo và thiếu chất kết dính trong đội hình Inter Miami là một ví dụ tiêu biểu nhất. Do vậy, sự chênh lệch dễ dàng lộ ra và kể cả khi Messi xuất hiện trong chục phút cuối thì cũng bất lực trong việc giúp đội nhà có được bàn thắng danh dự. Thế nhưng cũng không phủ nhận việc El Pulga vào sân đêm qua, ngoài mang đến sự ồn ào trên khán đài, cũng khiến cho thế trận của đại diện xứ sở cờ hoa khởi sắc đôi chút. Ít ra khi đó, các vệ tinh xung quanh El Pulga còn có địa chỉ tin cậy để truyền bóng, cũng như hy vọng về điều đặc biệt. Rõ ràng trong bối cảnh Luis Suarez, Sergio Busquets hay là Jordi Alba đã sa sút quá nhiều, thì tầm ảnh hưởng của huyền thoại người Argentina lại càng cao hơn. Mới cách đây vài ngày thôi, đoàn quân dưới quyền chủ tịch David Beckham còn chơi ngang ngửa Al Hilal và chịu thất bại sát nút. Dẫu vậy, việc Messi không đá chính khiến họ mất tới hơn một nửa sức mạnh và dễ dàng bị Anas đè bẹp trong sự ngỡ ngàng của các fan. Tất nhiên trong cuộc đối đầu trên đất Tây Á dù sao cũng chỉ là giao hữu. Thế nhưng kết quả thua thảm hại này thực sự khiến các fan của Inter Miami lo lắng khi khả năng giành danh hiệu của Inter Miami thực sự bị đặt dấu hỏi rất lớn. Trong điều kiện lý tưởng khi El Pulga lành lặn và ra sân hầu hết các cuộc đấu, liệu cựu sao Barcelona có thể bật mút cân tim mọi lúc để gánh trách nhiệm cho dàn đồng đội cả mới cả cũ đều đang sa sút hay không? Quá dễ để các fan Inter Miami trả lời câu hỏi trên, nhưng nhiều khả năng kịch bản thứ hai sẽ xảy ra khi El Pulga đã ở tuổi 36, sẽ có những trận cầu phải ngồi ngoài vì nhiều lý do khác nhau. Lúc đó khả năng cao, sự yếu kém như đêm qua sẽ lặp lại. Và đừng ngạc nhiên nếu tập thể xứ sở cờ hoa có thêm những trận thua đậm trong năm 2024. Họ đơn giản là quá phụ thuộc vào Messi và sự yếu đuối đã lộ ra ngay khi cầu thủ Nam Mỹ vắng mặt. Tất nhiên, một đội hình thiếu chiều sâu như vậy thì chẳng có cơ hội đua tranh ngôi vương ở những giải đấu có nhiều vòng thức như là MLS. Tập thể muốn vô địch sân chơi trên cần lực lượng dồi dào và tính ổn định trong nhiều tháng. Đây đâu phải là những yếu tố mà Inter Miami sở hữu, nên có thể nhiều fan lạc quan sẽ sớm vỡ mộng với giấc mơ được thấy Messi lên ngôi ở giải đấu số 1 xứ sở cờ hoa. Do vậy, sự kỳ vọng nhiều hơn sẽ đến ở các đấu trường cúp, khi Messi cùng nhiều cái tên chất lượng có thể dồn sự tập trung cho từng đại chiến cụ thể. Lúc đó, vai trò gánh tim của El Pulga sẽ phát huy tác dụng, và biết đâu vinh quang sẽ lại đến với tập thể dưới quyền của chủ tịch David Beckham. Từ chung lại, trận thua bẽ bàng trên đất Tây Á đã kéo nhiều fan huyền thoại Nam Mỹ xuống mặt đất, khi họ đã nhận ra rằng thần tượng của mình đang chơi cho một tập thể khá rệu rã. Viễn cảnh về một vừa trải trắng tay chẳng phải là thứ khó để dự báo, và giờ đây là thời điểm Messi đứng trước nhiệm vụ thay đổi cục diện để cứu vãn thanh danh của mình.